Một căn nhà mặt tiền có lửng luôn, cách chợ Bình Chánh chỉ 3 km thôi. Một căn nhà rất là đẹp. Quý vị hãy theo dõi hết video để thấy được căn nhà tuyệt vời này nha. Đây là căn nhà ngang năm, dài 18, hướng chính bắc sổ Hồng Riêng, cách chợ Bình Chánh 3 km. Quý vị hãy theo dõi hết video để thấy được căn nhà tuyệt vời này và đang được chào bán với giá cực kỳ rẻ nha. Căn nhà rất là đẹp quý vị ạ. Hãy theo dõi video và nhớ đăng ký kênh cho Huy nha. Đây là tầng lửng của căn nhà này quý vị nha. Huy quay sơ qua cho quý vị xem. Đây, tầng lửng rất là đẹp luôn. Là một cái phòng khách thứ hai cho căn nhà. Tuyệt vời không quý vị? View lần trước này. Phòng ngủ full nội thất luôn quý vị nha. Phòng ngủ full nội thất tuyệt vời luôn. Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh của Sài Gòn House. Hôm nay Huy sẽ giới thiệu một căn nhà rất là đẹp. Có gác lửng tuyệt vời luôn. Đây là một cái thiết kế hiếm có luôn quý vị nha. Gác lửng làm phòng khách cũng rất là tuyệt vời luôn nha. Và căn nhà này thì cách chợ Bình Chánh là 3 km, đã có sổ hồng riêng có sẵn, hướng chính bắc, ngang 5, dài 18, có 4 phòng ngủ tất cả nha, có một gác lửng đẹp tuyệt vời luôn. Hãy theo dõi hết video này để thấy được căn nhà tuyệt vời này. Let's go. Căn nhà này có diện tích là ngang 5, dài 18, sổ hồng riêng có sẵn luôn quý vị nha. Cách chợ Bình Chánh là 3 km, nhà nằm trong khu dân cư ổn định rồi. Rất là gần các cái tiện ích như là chợ, trường học, trạm y tế, nơi mua sắm đầy đủ. Và đây là con đường trước nhà của chúng ta. Đường trước nhà là 8 mét nha. Lề đường là 3,5 mét. Dân cư xung quanh rất là đông đúc quý vị. Cách chợ Bình Chánh khoảng 3 km thôi quý vị. Xe hơi đậu trước nhà được. Và có thể dê vô nhà được luôn nha. Căn nhà của chúng ta là gồm một trệt, 2 lầu. Trên có một cái gác lửng rất là đẹp luôn nha. Đường thông quý vị ạ. Đường nhựa. Hai bên lề đường buôn bán kinh doanh thoải mái luôn nha. Một căn nhà rất là hấp dẫn để chúng ta khám phá tiếp. Dân cư xung quanh thì rất là đông. Lề đường trước nhà là 3,5 mét quý vị nha. Ở trên trước nhà này thì bên Huy đã ốp toàn bộ là gạch hết cho chúng ta rồi. Rất là sạch sẽ quý vị ạ. Đây là mặt trước của căn nhà. Ở trước có hình thù là mái thái nha quý vị nha. Đây là một căn nhà riêng lẻ. Không chung tường, không chung vách một căn nào. Một căn nhà rất là tuyệt vời cho quý vị lựa chọn nha. Hai bên chúng ta là đất trống. Nhưng dân cư xung quanh là đông đúc rồi quý vị nha. Không bị vướng cột điện, cống rãnh, rất tuyệt vời. Đó. Đã sơn rất là kỹ nha, chống thấm đầy đủ luôn, bảo hành trong vòng 5 năm. Đây, đường của chúng ta trước nhà đây, một cái đường rất là tuyệt vời luôn. Dân cư xung quanh rất là đông đúc và hiền hòa. Ra chợ Bình Chánh chỉ 3 km thôi quý vị nha. Đây, nhà thì có 2 lớp cửa nha, một lớp cửa sắt bảo vệ bên ngoài, một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực. Ở đây có một cái gác lửng chúng ta có thể nhìn ra ngoài rất là tuyệt vời luôn nha, cửa có thể mở được ra ngoài luôn nha. Đây quý vị thấy view đẹp không? Căn nhà mái thái nha. Bây giờ chúng ta sẽ vô phần chính của căn nhà. Đây quý vị, đây đồng hồ điện nước là riêng này nha, nước của nhà nước. Đồng hồ thì đây, nhà mình đồng hồ nằm ở trên cái cột điện này, nhà mình không bị vướng cột điện nha. Dân cư xung quanh thì rất là đông. Rồi chúng ta tiến vào căn nhà này. Đây là căn nhà đẹp để chúng ta về nghỉ dưỡng tuyệt vời. Đây là phần chính của căn nhà, phòng khách và kết nối trực tiếp với bếp luôn. Cầu thang được đặt ở giữa nha, và nhà này thì đã trang bị nội thất khá là đầy đủ nha. Ở trên có một cái gác lửng rất đẹp luôn. Gác lửng này làm một cái phòng khách thì rất là tuyệt vời. Lát nữa Huy sẽ quay kỹ cái gác lửng cho quý vị xem. Hãy theo dõi hết video dùm Huy nha. Và anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha. Quý vị có thể để ý là hai bên được ốp nhựa toàn bộ luôn, từ dưới lên trên. Nên là cái phòng nó rất là sang trọng và sạch sẽ quý vị. Ở dưới là gạch đá granite 80-80. Căn này là ngang 5, dài 18, công nghệ đầy đủ luôn quý vị nha. Xây dựng hết đất luôn. Hai bên thì bên Huy đã ốp nhựa toàn bộ luôn nha. Nhựa PVC rất là sạch sẽ và sang trọng quý vị ạ. Đấy, tiếp theo chúng ta cùng đi vào căn nhà này. Ở trên đây thì bên Huy đã thiết kế một cái gác lửng này quý vị. Đèn chùm rất là sang trọng nha. Đây là chỗ phòng khách này. Cần thì nếu mà chúng ta mà không làm phòng khách ở đây thì chúng ta dê xe hơi vào nhà. À, từ đây vô chỗ cầu thang là khoảng gần 6 mét quý vị ạ. Từ đây vô cầu thang gần 6 mét chúng ta có thể đậu một chiếc xe 7 chỗ đều được nữa nha. Cầu thang, bậc thang này là đá granite này. Tay vịn là gỗ căm xe, hai cái trụ này bằng gỗ căm xe luôn. Ở đây là từ cầu thang nhìn xuống mình có một phong cảnh bức cây rất là tuyệt vời. Ở đây là khu vực phòng bếp của chúng ta. Bếp này được trang bị tủ bếp đầy đủ rồi quý vị. Kệ bếp chỗ nào có chỗ trống là bên Huy đã trang bị đầy đủ cho chúng ta rồi. Những chỗ này chúng ta không cần phải mua sắm nhiều làm gì nha. Ở trên này thì cánh quạt, đèn và có một cái gánh quạt nha. Kiểu hoa rất là đẹp luôn. Đây khu vực không gian bếp này rất là rộng rãi quý vị thấy. Chúng ta có thể ngắm được một cái không gian rất là rộng rãi, thoải mái chúng ta nấu ăn sinh hoạt nha. Ngay sau bếp thì có một cái nhà vệ sinh, rồi tiếp theo cái nhà vệ sinh sẽ là khu vực sân sau quý vị nha. Đây nhà vệ sinh của tầng trệt chúng ta đây, rất là sạch sẽ luôn nha. Lát gạch từ dưới lên trên quý vị ạ.
Nước ở đây là nước sạch nha, nước thủy cục, điện là điện của nhà nước rồi, nên quý vị yên tâm nha. Phía sau đây thì chúng ta khi mà mở cửa ra, gió rất là mát luôn. Căn này là hướng chính bắc, ở phía sau này hướng nam. Sân sau này là 2 mét quý vị nha, làm dùng lối thoát hiểm cho chúng ta trong trường hợp chúng ta cần thoát hiểm. Ở trên đây thì bên Huy đã làm song sắt bảo vệ cho chúng ta rồi, chúng ta không cần phải tốn tiền thêm về các cái chi tiết đó. Còn đây là view nhìn từ trong nhìn ra ngoài, rất là đẹp đây. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những căn nhà đẹp sắp tới giúp Huy nha. Ở dưới chân cầu thang này chúng ta có cái tủ để đựng rượu nha. Chúng ta ăn uống ở đây rồi lấy rượu ra uống cùng với gia đình. Còn đây là cái view nhìn từ trong nhìn ra ngoài. Xe hơi chúng ta có thể đậu ở đây và chúng ta tiếp khách ở trên khu vực ở tầng lửng ở trên này. Đây là cầu thang rất là đẹp luôn nha. Tiếp theo chúng ta cùng lên một cái tầng lửng. Tầng 1 cũng được quý vị nha. Bên trên đây thì có một cái lửng ở đằng trước rất là đẹp luôn. Đây, khi mà bước lên, bên Huy cũng đã trang bị cho chúng ta một cái tủ tiếp theo. Là tủ này chúng ta có thể chưng rượu, chưng nước để chúng ta có thể tiếp khách ở cái phòng lửng này. Đây là tầng lửng của chúng ta. Đã trang bị sẵn cho chúng ta những cái chỗ chúng ta lắp tivi. Tất cả đây mình ốp nhựa PVC hết. Rất là đẹp. Đây tầng lửng của chúng ta nhìn rất đẹp nha, rất phong cách luôn. Đây là bên này chúng ta ốp được nhựa từ dưới lên trên luôn. Tầng lửng này là ngang 3 mét. Và chiều ngang nữa là 5 mét nữa là khoảng hơn 15 mét vuông vậy. Rất là đẹp. Ở trên chúng ta làm những cái đèn chùm rất là bắt mắt luôn nha. Chúng ta có thể view nhìn ra ngoài rất là đẹp luôn. Căn này là sổ hồng riêng có sẵn nè. Và cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 2 km thôi. Ở bên này thì bên Huy cũng làm những cái cửa sổ. Chúng ta có thể lấy ánh sáng tự nhiên cho căn nhà. Quý vị thấy view đẹp không ạ? Đây là một cái căn mà hiếm thấy ở trong này. Lâu lâu mới có một căn như vậy nha. View rất là đẹp. Đèn chùm ở trên rất là đẹp luôn quý vị. Ở đây có những cái kệ để chúng ta có thể để những cái đồ như là sách hoặc là những cái dụng cụ chúng ta cần để ở đây. Ở dưới chúng ta có hộc tủ này. Thì cái phòng này chúng ta có thể làm cái phòng vui chơi giải trí dành cho gia đình cũng được nha. Ở đây chúng ta đặt một cái tivi. Chúng ta có thể cùng gia đình của mình hát karaoke hoặc là xem đá banh. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi, ở đây có những cái tủ rất là đẹp. Phía sau đây là một cái phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này là phòng master luôn nha. Phòng ngủ này rất rộng. Bên trong có nhà vệ sinh luôn. Và bên Huy đã trang bị đầy đủ giường, tủ cho chúng ta luôn rồi. Rất là đẹp. Và toàn bộ là ốp nhựa hết luôn quý vị nha. Ốp nhựa toàn bộ này. Nên căn phòng sẽ rất là sạch sẽ, lau chùi cũng rất là dễ luôn. Toàn bộ là đây là có tủ hết rồi quý vị nha. Tủ quần áo, bàn trang điểm, kệ trang điểm đều có, giường. Tất cả những cái gì chúng ta đang thấy ở trong video này đều được tặng lại hết quý vị nha. Chỗ này chúng ta để tivi màn hình rất là tuyệt vời. Có gương trang điểm ở đây. Đây quý vị. Rất là phù hợp cho chị em phụ nữ nha. Và đây là phía này là phía ban công. Mở cửa ra ban ngày rất là mát nha. Cái phòng nó không bị bít bùng. Và quý vị có thể thấy không? Dân cư ở trong này rất là hiền hòa, rất là yên tĩnh luôn. Có công viên để chúng ta có thể ra tập thể dục. Rồi khu này thì nó cách chợ Bình Chánh là 3 km quý vị nha. Đây là nhà vệ sinh bên trong của phòng ngủ này luôn. Có cửa sổ ra ngoài rất là thoáng quý vị. Không bị bít bùng. Rồi đây là view nhìn từ trong nhìn ra này. Một cái phòng rất tuyệt vời quý vị ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lên lầu 2 của căn phòng nha. Đây quý vị có thể thấy rồi. Nhìn phòng rất là đã luôn. Phòng tầng lửng này rất là thích luôn nha. Đây là tầng 1 nhưng mà chúng ta làm một cái gác lửng ở đây. Tiếp theo quý vị sẽ cùng Huy lên lầu 2 của căn nhà. Bậc thang này đi cũng rất là dễ nha. Nên những cái bậc trần nó không bị chia cắt. Rất là tuyệt vời. Đây quý vị nhìn cái cầu thang này. Tay vịn gỗ cầm xe kính cường lực nha. Ở đây là lầu 2. Lầu 2 này quý vị thấy trang bị sẵn cho chúng ta những cái tủ. Để chúng ta có thể đựng đồ ở đây. Đây là cái phần phía sau. Phía sau này là có một cái phòng ngủ master. Đây phòng ngủ này cũng trang bị nhà vệ sinh bên trong luôn. Cái phòng ngủ này nó sẽ nhỏ hơn cái phòng ở dưới nha. Nhưng mà cũng có đầy đủ nhà vệ sinh bên trong. Và chúng ta không có giường nha. Chỉ có cái tủ quần áo này. Nhà vệ sinh thì cũng giống như ở dưới thôi. Còn đây cũng có một cái ban công đi ra ngoài. Rất là mát. Đây ban công của chúng ta đây. Mở ra là cực kỳ mát. Gió tự nhiên rất là tốt. Cây cối xung quanh, chim chóc.
nhìn ra công viên được luôn vì nha. Và ở đây thì có cái thang này chúng ta lên để kiểm tra những cái thiết bị ở phía trên như là bồn nước hay là những cái thiết bị sau này chúng ta lắp đặt. Đây là cái phòng ngủ của chúng ta, phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Phòng ngủ này cũng có nhà vệ sinh bên trong quý vị nha. Đây nhà vệ sinh bên trong này. Đó. Phòng ngủ này thì được trang bị tủ này, kệ tivi này. Đó. Kệ tivi ở đây. Riêng phòng này là không có ốp nhựa nha quý vị nha. Đây quý vị để ý này. Cái phòng ở dưới thì ốp nhựa toàn bộ luôn. Ở đây thì có một cái nhà vệ sinh bên ngoài này để sử dụng chung cho cái phòng, những phòng đằng trước này. Phòng đằng trước thì có một thêm một cái phòng ngủ và một cái phòng thờ đằng trước nhá. Ở đây này. Phòng thờ đằng trước và đây có một cái phòng ngủ nữa. Ở nhà chúng ta có tổng cộng là 3 phòng ngủ, một phòng thờ. Đây phòng này cũng có cái cửa sổ ra ngoài này thoáng nhá. Đó quý vị, khi mà chúng ta mở máy lạnh thì chúng ta đóng cái cửa này lại, nếu mà chúng ta mở quạt chúng ta có thể mở cửa ra cho nó thoáng. Phía trước này là một cái phòng thờ. Nếu quý vị nào mà không thờ cúng thì chúng ta có thể làm một cái phòng ngủ hoặc là một cái phòng tiện ích nào đó cho chúng ta. Đây là phòng này. Phòng này có chiều dài nó là 3m, chiều ngang là 5m rồi, 15m². Đây. Và đằng trước này chúng ta có ban công đi ra ngoài phía trước này. Căn này có sổ hồng riêng có sẵn quý vị nha. Ban công này khoảng hơn 1m rưỡi quý vị ạ. Thoải mái chúng ta ra đây ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành. Đằng trước là những cái hàng cây rất là đẹp quý vị nha. Xe thì chúng ta có thể đậu ở trong nhà hoặc là đậu ở ngoài được, đều được, đậu lên lề đều được quý vị nha. Dân cư xung quanh rất là hiền hòa. Căn này là hướng Bắc quý vị nha. Đó. Huy đã review xong căn nhà này rồi thì bây giờ Huy sẽ báo giá cho quý vị nha. Tổng quan cho quý vị, căn này là có 1 trệt 2 lầu, có tổng cộng là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Nhà vệ sinh đều 1 cái, 2 cái, 3 cái, dưới đất 1 cái là 4 cái nha. Và căn này có một cái gác lửng rất đẹp ở đây. Ngang 5, dài 18, sổ hồng riêng có sẵn. Cách chợ Bình Chánh là 3 km quý vị nha, tiện ích xung quanh đầy đủ. Đây cái gác lửng là cái phần đẹp nhất luôn. Và giá đầy đủ của căn này là 3.9 tỷ quý vị nha. 3.9 tỷ cả nhà và đất, sổ hồng riêng có sẵn. 3.9 tỷ cho căn nhà tuyệt vời này. Nếu quý vị quan tâm những căn nhà này thì hãy liên lạc với Huy số điện thoại trên màn hình hoặc liên lạc với Facebook của Huy nha, nhắn tin qua Zalo đều được. Hãy liên lạc với Huy để được đi xem căn nhà này cũng như căn nhà khác. Giá đầy đủ căn này là 3.9 tỷ, không phát sinh gì thêm. Quý vị quan tâm liên hệ với Huy và nhớ đăng ký kênh để lần sau mình nhận được những video khác sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.